Hello, Donna xin chào cả nhà yêu và mọi người. Lời nói đầu tiên, Donna xin chúc cô dì, chú bác, anh chị em, bạn bè và mọi người đang xem luôn được vui vẻ, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và may mắn nha. Luôn thành công trong công việc của mình nhé. Hôm nay, Donna đi họp mặt bạn bè cũ thời trung học lớp 12. Lâu ngày gặp lại, Donna thấy rất là vui vì thấy bạn bè của mình nay đã trưởng thành và thành công, nên Donna đã chia sẻ video này lên kênh YouTube để cho tất cả bạn bè đều xem được và cũng để làm kỷ niệm cuộc họp mặt. Nếu có gì sơ sót trong lúc nói chuyện vì quay video để tự nhiên thì mọi người hãy bỏ qua nha và đừng ném đá nhé. Và Donna cũng xin chúc cho mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công một lần nữa. Và Donna cũng xin chân thành cảm ơn tất cả đại gia đình YouTube, mọi người đã và đang ủng hộ cho channel của Donna nhé. Donna làm kênh YouTube này chỉ là cho vui và cũng để kỷ niệm, lưu giữ lại mai sau về già ngồi xem lại. Mọi người hãy từ từ xem nha. Hẹn gặp lại. Rồi mọi người hãy xem video nha. Còn nhiều người chưa làm lắm, bố có đưa mày vô thành phần còn đông người là hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả các cô dì chú bác gần xa đang xem video của Donna nha. Hôm nay Donna đã về Việt Nam. Cái này là tụ tập cái nhóm lớp C5 lớp 12 hồi xưa. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống và thành công trong công việc của mình nha.
lớp C5. Hôm nay mình về đây học học bạn học của 12 C5. Đông vui quá nè. Đây, hello, đây là Minh nè. Chào Sơn đi. Chào em. Em nào em tin à. Chào em. Đây, dạ anh Minh nè. Anh gì á? Anh Giang. Minh Phương. Không có. Chào Sơn đi. Chào Sơn. Đúng rồi, chào Sơn. Hỏi Sơn ngủ dậy chưa Sơn ơi? Của Thanh nè. Chồng đấy mà. Anh Thư. Nhân nè. Linh nè. Phương Lan. Phương Thủy nè. Nói chung là chào các bạn ở bên bên hải ngoại. Trời ơi đồ ăn ngon quá nè. Bây giờ này tụi mình nói chúc ngủ ngon. Chào người sáng rồi. Các bạn ngon miệng nha. Chuẩn bị đi ăn sáng đi rồi mình. Trời ơi sao ăn như phút mắc cỡ nữa trời. Mời các bạn nhìn dâu. Cái này lớp C5 mình như mới có nửa lớp à. À do mình nhập tiệc sớm nè. Mình nó thương không? Mình quý không? Trời ơi trả giờ mình không anh hết chửi chỉ hình luôn rồi. Kiểu nghiêm kiểu nghiêm. Trời ơi mình làm theo chửi chỉ. Cãi có sao đâu. Thôi rồi nói mình với cái chuyện không ạ, không nói người khác. Là nói thiệt. Đó là người ta nói thiệt. Sơn ơi, đâu anh ơi, Mỹ ơi, Phượng ơi. Ôi, món này về à. Sơn ơi, các bạn ơi, vô đây cùng xem em học hết nha. Vậy hả? Ở thù ai, không thấy rồi. Dạ. Hết thôi, Sơn nó kêu hết thôi. Hết thôi, Ngọc Lan á. Nhớ Sưng quá à, Sưng ơi. Trời ơi, nhớ Sưng quá trời, nãy giờ ăn quá trời. Thanh lấy cái Zalo nhắn chưa, nhắn Sưng rồi có chưa để quay cho. Nhắn Sưng thử coi chưa, Sưng dậy chưa. Tân có khi dậy sớm á. Hello, đây là nhắc một tí xíu cho mọi người biết nha. Mấy bạn này cứ kêu Xuân Xuân. Xuân là các cô bạn ở bên Mỹ, cũng là bạn học cùng lớp mà cô ấy không có về được, cho nên là mấy bạn cứ nhắc Xuân Xuân. Xuân là các cô bạn mà mình có mấy cái video mình bỏ lên là đi chơi ở bên Texas, Houston, Texas, là cô Xuân đó nha mọi người. Đi làm có bồ gấp cưới rồi vẫn không có nó trầm cảm mà hai mấy tuổi rồi chuẩn bị cưới vợ với nó rồi chưa bao giờ Việt Nam có cuộc chiến gì nữa chưa được lớn con lớn con gì kia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có mới từ lâu mà đợt đó bà bởi bà bị bắt đầu nó xuống rồi, phong trào nó bắt đầu xuống rồi. Xuống rồi nhưng mà bà lại không chích ngừa. Lúc đó người ta chích mũi 2 mũi 3 rồi mà bà không chích. Này làm nè, đảm bảo hàng Trung Quốc bây giờ bên ông này là nó chè luôn nè. Không xuất không ấy không được là hàng nó rồi. Chuẩn bị mở cửa lại rồi. Mở nghỉ còn lâu. Đây là người già, ba là người già. Nhưng mà nhiều bài lắm. Nó cũng không tỏ, tại vì nó theo cái chủ định của nó là Zero Covid. Mà Zero không được, tại bổ này sao Zero nghĩa là nào thì Covid trong chết hết thì là Zero hết. Bây giờ nó bị đâu á. Trong nhà máy vô vô nó còn kiểm tra hàng hàng tuần có vũ khí không hết rồi cái đầu sốt là anh ở nhà là sốt kệ nó chứ gì nào nó muốn nghỉ thì nó xin lên nó cũng nghỉ nhưng mình thường á giờ nó gì mà chị nó dịp nhận đồng đâu biết nhận là nhận làm được cái gì đó test không biết. Thế là cái đúng ra không có nên làm như vậy, không có nên phong tỏa như vậy, không có nên nhốt người ta vô trại, tăng cường cái
I
Khi hồi đó làm 93 lương có mấy trăm, nhưng mà làm ở đó thì chết toi. Còn nếu mà thay đổi thì 5 năm cuối thì đúng rồi. Đây là lớp 12 C5 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái đi. Ghê ai tốt, đúng rồi,
Bằng dạo anh đã tăng
Tưởng hả? Đúng rồi. Đúng rồi.
đúng rồi. Thương người yêu mình phải dễ chứ Ngọc quê thì có ai rằng. Cô gì vậy?
Cô mà cô đọc bài mà cô nhắm mắt cô đọc bài. Cũng giúp mình vậy không biết không? Lấy ba mình ra kêu gửi cú mấy năm mà ta lớn chưa cú mấy năm sắp ra chưa chín năm mà ở lâu lắm rồi không biết giảm bán thôi. Đây ơi cái quỷ con thuốc ăn bảo ăn nha nhiêu할 수 없을 것 같아.
nhiều người. Bốn này thân nhau này, anh này cũng trong mặt anh,
Không biết
Bây giờ lên bộ thôi, bộ hoặc là lên quốc hội mà thì đã là bí thư tỉnh ủy là chỉ có lên cấp là lên bộ thứ trưởng hoặc là bộ trưởng gì đó là hoặc là gì đó, nói chung là cấp bộ đã là tỉnh cấp tỉnh rồi, là lên bộ. Ninh lớp mình nhà ngay phường á, nhà gần nhà thúc ngay phường con Vinh có Ninh á, Ninh nhà già lớn tuổi luôn, khả năng lớn hơn một bà, mình kêu bằng chị không à. Chị lên không biết chết lâu lâu lên nhà nó nhậu mà Dầm sân nè cây này ông trọng, ủa đang gọi hả?
À, đang gọi sưng đó. Dạm sưng đi, đó lo ăn đi. Được chưa? Rồi rồi đó. Nhưng mà sưng đâu thích Minh đâu. Lan đốt nhà Lan. Lan muốn đốt nhà Lan. Sưng thích mình. Sưng thích mình sưng. Lan không biết gì vậy là đốt nhà hả Lan? Không, thằng Minh nó đau một lần rồi nó hết đau nữa, để nó cứ nuôi mộng riết chết mộng. Tối nay thì chuẩn bị nó. Sương ơi, Sương nói thiệt đi Sương ơi, một lần chân Minh nó bỏ mộng đi Sương ơi. Có đang nói chuyện không? Có, Sương mới tắt rồi. Nhưng mà nói đi, thế này gửi cho. Trời ơi trời. Chiều nay nè, nhà của Minh mà nó cháy á. Lan được cái nó gậy bà mà chúng luôn đó mà. Lan nó cái đổ hồi hộp luôn. Không mà công nhận Lan nói bữa nay mình mới biết hết trời. Nói khó quá. Để kỳ này về hỏi Sơn coi. Không có vô video. Nói sao nói thiệt đi. Sương làm thơ cũng hay. Bây giờ lời trả lời Sương đây làm thơ. Nó học văn võ mà. Trời. Sương Sương học văn võ mà. Sương nó sâu sắc lắm mà. Sao mấy người sâu sắc thì làm thơ. Sâu sắc mới nhìn thấy Minh đó. Nhìn sâu á, nhìn sâu. Đúng là nó buồn rồi. Buồn rồi đó. Yên tâm cứ việc nói mình coi cái nào mà nó không quan trọng mình tắt tiếng. Nếu mà mình muốn nói như vậy là mình tắt cái tiếng này đó. Chuyên gia luôn, nghe nói là chuyên gia luôn. Đúng rồi là trời ơi, người ta làm YouTube này gần năm mấy nay rồi. Không, YouTube con. Minh ơi, Minh làm YouTube mà mình phải đăng ký tình Mỹ nha cho con. Cái trước khi mà kêu giấy phải đăng ký cho tôi trước. Đúng rồi thì đó. Nhờ nhà em mấy mấy bạn mà tí đi nhỉ. Nó nghe nè, nếu mà nhiều coi thì có không? Phải đi bên đó. Kêu các bạn đó. Nó nghe nè. Nghĩ sao vậy mà nhiều người coi thì kêu các bạn thấy. Không biết cãi ai không? Mấy độ rồi. Mày lên. Nó đâu có cần. Nó đang chính viện rồi chứ. Sau này cũng thích học biết. Chở Mai Linh, chở Mai Linh đi sở thú nhớ không? Chạy xe đạp. À đúng. Vợ đi kế bên là gặp cái gì? Em hả? Đúng rồi. Bay qua ba lời chơi mà. Xong no rồi đi về Linh ơi, no chưa? Chắc no lắm. Ăn rồi đó. Giờ mình ơi, mình thấy Linh ăn quá trời. Ừ, ăn dữ lắm luôn. Thanh Thủ gặp có vậy mừng vui ăn dữ luôn. Đó. Rồi.